Hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may trong năm 2017 được dự báo sẽ không mấy thuận lợi. Vì vậy, doanh nghiệp trong nước lựa chọn quay về thị trường nội địa như một giải pháp căn cơ nhằm duy trì sản xuất. Thị trường dệt may nội địa của Việt Nam có quy mô khá lớn, từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Những năm qua, các doanh nghiệp ngành dệt may đã nỗ lực đầu tư cho sản xuất, mở rộng kênh phân phối nhằm chiếm lĩnh thị phần. Nhờ đó, lượng hàng dệt may tiêu thụ nội địa tăng nhanh. Trong bối cảnh những khó khăn về đơn hàng xuất khẩu của ngành dệt may được dự báo sẽ kéo dài sang tận quý 3 năm 2017, thì việc lựa chọn quay về thị trường nội địa là giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất. Đặc biệt, việc quay về thị trường nội địa còn giúp doanh nghiệp giữ sân nhà trước sự chiếm lĩnh của hàng hóa nước ngoài. Các hiệp định thương mại tự do vẫn được đánh giá là mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước, nhưng thực chất sẽ mang tới áp lực hai chiều. Ngay từ đầu năm, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng 70% ưu đãi thuế quan, 10 năm sau là 99%. Đổi lại, hàng hóa từ EU vào Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi tương tự. Trong khi đó, năng lực sản xuất nội khối của EU rất lớn, chất lượng sản phẩm lại cao. Điều này sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt với doanh nghiệp dệt may trong nước. Đặc xá dịp Tết này, nhưng phạm nhân Nguyễn Thị Liên vẫn không từ bỏ niềm hy vọng. Một ngày không xa, mình sẽ bước qua được cánh cửa nhà tù. Bởi lẽ ở ngoài kia, ba đứa con thơ dại của chị đang mong ngóng mẹ từng ngày.